Xin chào tất cả các bạn đã đến với buổi review của Bệnh viện Thẩm mỹ Trường Hàn Quốc ngày hôm nay. Hôm nay Bệnh viện Thẩm mỹ Trường Hàn Quốc chúng tôi sẽ review một ca phẫu thuật tạo hình mí trên sau một tuần sau phẫu thuật. Nữ khách hàng đến với Bệnh viện Thẩm mỹ Trường Hàn Quốc với mong muốn là sẽ cải thiện lại thẩm mỹ cái nếp mí trên. Như các bạn có thể thấy trong hình ảnh trước phẫu thuật ban đầu, cái nếp mí của khách hàng nhìn thì không có rõ, nó không được tự nhiên khi chúng ta nhìn trực diện như vậy. Và chúng ta trang điểm như vậy này thì chúng hoàn toàn không thấy cái nếp mí nó rõ ràng từ trong ra ngoài. Với cái nhu cầu như thế này thì Bệnh viện Thẩm mỹ Trường Hàn Quốc đã phẫu thuật cắt mắt cho nữ khách hàng để tạo hình ra cái nếp mí cho nó rõ ràng, tự nhiên và hài hòa hơn. Sau đây chúng ta sẽ cùng đánh giá cái khoảng ngay sau khi phẫu thuật một tuần, hình ảnh trước phẫu thuật và sau ngay sau phẫu thuật một tuần để đánh giá cái kết quả. Chúng ta sẽ quan sát cái phần nếp mí của nữ khách hàng mới được một tuần và vừa mới cắt chỉ xong thì các bạn có thể thấy nếp mí đã hoàn toàn rất là tự nhiên, tuy còn hơi phù nề nhẹ tại vì chúng ta mới phẫu thuật xong một tuần thôi. Tuy nhiên là cái hình ảnh khi mà chúng ta nhìn chính diện và nhìn nghiêng đã tự nhiên hơn rất nhiều. Hoàn toàn chúng ta không hề biết là nữ khách hàng này đã khi cắt mắt, các bạn có thể thấy là cái vết mổ của chúng ta rất là mờ, khi chúng ta phải quan sát thật kỹ và thật rõ mới thấy sự khác biệt giữa hình ảnh trước mổ và sau mổ rất là rõ ràng. Cái phần nếp mí của nữ khách hàng nó to hơn, rõ hàng hơn và nhìn tròn đầy. Khi chúng ta nhìn cái con mắt sẽ có cảm giác tròn và tự nhiên hơn rất là nhiều so với ban đầu. Đặc biệt khi chúng ta trang điểm hay là chúng ta gắn lông mi giả, chúng ta cũng không có bị mất cái nếp mí. Thì sau khi phẫu thuật một tuần xong, chị có thể cảm thấy khó chịu hay là có vướng víu gì không? Chị có hài lòng với kết quả như này không? Chị có thể chia sẻ với mọi người được không ạ? Nói chung là rất là ok, rất là thích. Dạ. Như các bạn có thể thấy đấy, phẫu thuật tạo hình nếp mí thì tương đối nhẹ nhàng tại vì chúng ta chỉ can thiệp ở vùng da, ở mí trên thôi, không can thiệp ở xâm lấn nhiều. Nên sau một tuần thôi, kết quả đã hoàn toàn là tự nhiên, không đau nhức, không khó chịu gì hết. Đối với tất cả những trường hợp nào cần điều chỉnh, chỉnh sửa gì xung quanh nếp mí trên và nếp mí dưới thì chúng ta có thể tự tin yên tâm rằng đây là một phẫu thuật rất là an toàn và hiệu quả. Nếu như tất cả các bạn ai có nhu cầu hoặc là có bất thường gì về mí mắt, mí trên hoặc mí dưới hoặc các mô xung quanh ở mắt thì các bạn có thể đến với Bệnh viện Thẩm mỹ Trường Hàn Quốc chúng tôi. Bệnh viện Thẩm mỹ Trường Hàn Quốc là một đơn vị phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ chuyên sâu, sẵn sàng điều trị tất cả những trường hợp mà sai hình hoặc là có về vấn đề dị tật về mặt và toàn bộ cơ thể. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn các bạn lại các buổi review lần sau.